trong máy cơ chưa bao giờ hết hot. Tôi thêm một cái mẫu xe Kia K15 đời 2015. Hiện tại K15 với tải trọng 2 tấn 4 đời 15 em đang có khoảng tầm 4 mẫu. Toàn xe đẹp thôi và một cái mẫu này cũng trong cái nhóm như vậy. Và xin mời anh em tham khảo qua cái video review 2 phút này cùng em chọn xe đẹp nhá. 24C 14532 đây là một mẫu xe tải Kia K15 đời 2015. Một mẫu xe nửa cuối đời 2015 với tải trọng là 2 tấn 4. Khi Đầu đời 15 ấy thì nó sẽ có tải trọng là 1 tấn 65 đủ Vào nửa cuối thì nó mới chuyển tải Lưng tải lên là 24 Nên là khi anh em mua xe Hãy để ý về vấn đề tải trọng anh em nhé Và chúng ta sẽ cùng đến chi tiết hơn về cái mẫu xe này Đầu tiên tổng thành về xe thì phải về phần cabin Sơn vẫn đang là sơn zin Và có tỉa tót một chút không đáng kể nhé Có tỉa một chút không đáng kể Và bây giờ sẽ là đến với cả những cái phần cụ thể hơn Về từ phần trực diện đây Một góc nhìn trực diện đây đó, về phần sơn của lắp capo này sơn zin này đấy tất cả những vấn đề về đây về sơn đây sơn zin nhá sơn vẫn đang là sơn zin đây nói chung là ở cái phần ba đợt sốc nó tỉa to một chút thì không đánh kể anh em nhé có tỉa một chút tiếp đến này đến những vị trí phần cột đây cái phần kính chắn gió của mẫu xe này thì đá văng vào thì đã thay kính rồi không phải kính hãng nhé kính kính lắp ngoài thôi không phải kính hãng đó tất cả những vị trí cột đây đây vị trí cột là nguyên bản này đấy tất cả vị trí cột nguyên bản một xíu nữa em sẽ giật phần doang ra và chúng ta sẽ cùng kiểm tra kỹ lưỡng hơn ở những cái phần cánh cửa đăng kiểm hiện tại của mẫu xe này thì còn tới tháng 11 năm 2024 và đối với những cái mẫu xe Kia K1 năm 2015 đăng kiểm hiện tại đang là 6 tháng một lần và đây di chuyển sang vị trí bên phụ chúng ta sẽ cùng xem nhé ở vị trí cái mét vụ thì có tỉa một chút ở góc dưới đây. Đây. Nó có tỉa tót một chút đây ở góc dưới này. Và cái này là đây, tỉa nhưng không bả đâu nhá. Tỉa không bả đâu. Cái màu sơn nó sẽ khác một chút. Đây, sơn tỉa một chút ở đây. Đây là chủ họ làm nhá, chủ họ làm. Cái màu sơn thì nó không không phải là sơn cùng màu. Đấy. Tiếp đến này. Ở phần cánh cửa thì có thể là cam kết được cho anh em luôn là không đâm va nhé Không đâm va có một số cái sơn tỉa hơi xấu một xíu thôi đây ở cái đường này cũng thế họ tỉa họ cũng không phải là những người có tay nghề thợ à, sơn họ tự sơn thôi họ tự sơn để để che để để những cái vết gọi là chóc sơn của sơn zin này nó nó che đi nhưng mà thời gian là không biết sơn nên là làm nó bị nhem nhuốc thơm nhé nhem nhuốc nhem thơm đấy về cái phần tay nắm cửa đây thì qua thời gian sử dụng thì nó cũng đã có bạc rồi đây đã bạc rồi qua thời gian sử dụng. Tiếp đến là chúng ta sẽ cùng về những phần tem đây. Tem vẫn đang là tem nguyên bản nhá. Vẫn đang là tem nguyên bản. Đó. Tất cả những cái mã kính đây. Mã kính đã 2015 của nguyên đây. Đấy. Mã kính thì nó sẽ có hai loại. Một là đời 15 nhưng có mã đời 14 thì nó cũng sẽ có vẫn là đúng nhá. Vẫn đúng nếu như mà chúng ta kiểm tra tổng thành bốn mã kính. Nếu mà cùng như thế thì đều là đúng nhá bởi vì nó sẽ lắp kính theo loạt theo lô sau khi hết loạt đời 14 thì họ mới chuyển sang lắp đời 15. Đó, đó chia sẻ về mắt kính. Đây có chiếc Thaco Grad đây, Trường Hải Auto đây, anh em thấy rõ chưa? Đấy, đây là kính hãng nhá. Đây có Tem Kia này. Đấy, OK. Và mở phần cánh cửa ra thì chúng ta sẽ cùng đến với cả không gian bên trong của mẫu xe này. À, trước tiên thì uh, tổng thành toàn bộ phần bi cửa với hệ thống lên xuống kính chỉnh điện ở à, phần nỉ này. Thì qua thời gian sử dụng nó cũng đã có hơi bị ố màu và sờn một chút Đây Hơi bị ố màu và sờn một chút Hãy thống nước sử kính chỉ điện thì vẫn hoạt động bình thường, ổn định nhé Vẫn hoạt động ổn định Đó Tất cả phần hốc để đồ đây Nó không bị gãy nứt này, toàn bộ này Cái phần tắp bi cửa này Nó còn đều đẹp nhá Nó còn đều đẹp Nó không bị nứt vỡ này, nó không bị xước này Nó không bị ố màu này Đấy, nếu mà đây ở cái vị trí này là vị trí mà anh em anh đi lại thì hay có một chút hơi bẩn bẩn một xíu thôi Chiếc xe này vừa mới về nên em chưa có dọn rửa gì nhé Chưa dọn rửa gì cả Đấy Gọi là với ủ qua dầu phần máy thôi Tiếp đến này Tới những cái phần uh, keo chỉ đây Những cái đường keo chỉ đây Đấy Những cái đường keo chỉ cánh cửa này Và đinh bấm Đinh bấm của cánh cửa đây Đây Em thấy chưa Đây Đây là những đinh bấm cánh cửa nhé Đó đây vậy keo chỉ với đinh bấm là một cái tấm tem bảo hành của một mẫu xe tải nên chúng ta phải kiểm tra thật là kỹ đến thì uh, chuyển sang một cái góc nhìn rộng hơn thì chúng ta sẽ cùng giật phần doanh của những cánh cửa này ra đây toàn bộ phần doanh thì chúng ta thấy rằng ở cái phần cánh cửa cái đinh bấm nó có những cái khoảng cách nhất định nhá có những khoảng cách nhất định đây đấy toàn bộ đinh bấm này nó nguyên bản này những vị trí mép cột nguyên bản này, đây, mép cột nguyên bản đây, đinh bóng nguyên bản nhá và không có sơn bả hay gì cả, đây nguyên bản nhé, đấy ba vị trí mép cột quan trọng, vị trí mép 1 đây là một này, đây là hai và vị trí này là chúng ta cũng có thể được nhìn được xem là xe nó bị lỗi hay không, nó thể hiện ở đó anh em nhé, kiểm tra bên lái ấy, như thế nào thì bên phụ cũng kiểm tra tương tự như vậy, bây giờ thì uh, em sẽ đến trước cái phần uh, Nội thất nhé, đến với phần nội thất để chúng ta Theo dõi kỹ hơn à, Phần nội thất Với nội thất là ghế bọc da Tông màu đỏ và đen Trần hiện tại vẫn đang là trần nguyên bản Đây, trần nguyên bản đây Đây, trần nguyên bản đây Và qua thời gian sử dụng Thì nó có hơi một chút cái vết bẩn nhỏ nhỏ ở đây và chúng ta có thể dùng Cái sản phẩm tẩy Sản phẩm tẩy rửa Là có thể sửa sạch được nhá. Đó Chiếc xe này thì cũng không có trang bị quá là nhiều những cái option Không có quá là nhiều những cái đồ chơi Vẫn rất cơ bản với điều hòa và đài FM theo xe Toàn bộ phần tắp lô Nó còn đều đẹp Đấy Đây Toàn bộ phần tắp lô Hộp để đồ Còn hoạt động tốt Đều đẹp Đây Vị trí mặt bàn thờ tắp lô đây 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 là vị trí phần mặt bàn thờ tắp lô điều hòa đã FM theo xe đấy khá là cơ bản thôi anh em nhé khá là cơ bản thôi vô lăng cục số đây đó ok và bây giờ thì em sẽ di chuyển sang vị trí cánh cửa bên lái và chúng ta sẽ cùng ngó thêm và tham khảo thêm về cái thông tin ở vị trí bên này nhé đây di chuyển sang vị trí cánh cửa bên lái đây đó những cái mã kính này đời 2015 của nguyên này 2015 i mở phần ra cái cửa ra bên trong toàn bộ tắp bi cửa đây đấy qua sẽ sử dụng thì đấy cũng sờn đi không thể tránh khỏi nhá dòng sẽ nhưng mà cái khách hàng ưa chuộng không chỉ đơn giản là vấn đề mẫu mã mà cái khả năng làm việc của cái dòng xe này một cách bền bỉ đấy nó bền bỉ nhá ít hỏng vặt và không phải sửa chữa nhiều đó Và cũng tương tự Giật phần răng này ra Chúng ta sẽ kiểm tra được Toàn bộ những hạt đây Đây với bị ngược nắng nhá Đây Toàn bộ những đường nhóm này Đấy Đình bấm nguyên bản này Đấy Những vị trí cột nguyên bản này Đây Đây nhá Đó Ok Và đây là góc nhìn cận cảnh hơn về phần vô lăng. Thế vô lăng của mẫu xe này thì đã được trang bị thêm một cái bọc vô lăng rồi. Phần củ số đây những cái rãnh dãy số này rất rõ nét nhé đó mà và đó là chia sẻ nó khá là cơ bản và tương đối đầy đủ về một cái mẫu xe tải Kia K165 đời 2015 và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần thùng bệ cầm sàn của mẫu xe này nhé di chuyển sang cái vị trí với điều kiện ánh sáng tốt hơn thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần thùng bệ hiện tại thì cái phần thùng này vẫn là thùng nguyên bản sơn thì theo em nhìn thấy hiện tại sơn vẫn là sơn zin có một số cái thông tin ở đây này đây là ngày trước người ta nó dán biển số nhá bây giờ nó đang có một chút keo nên nó nhìn hơi bị bẩn một chút thôi đây đấy có một chút keo hơi bẩn chút và tổng thành vần tôn thành thùng thì uh, nhà máy nhá tôn thành thùng nhà máy qua thời sử dụng thì có cái phần một số cái phần hàng nó chọc vào kia nhìn hơi sức sương một tí hơi móc móc một tí đấy về tổng thành về những cái phần bừng thành nhá Bường Thành thì hiện tại sơn vẫn là sơn zin với hai hàng ninh bấm rõ rệt này, hàng trên và hàng dưới thể hiện rõ nét. Những cái mẫu xe nào mà nó đã sơn bả vào rồi thì cái đường nên bấm đấy nó thứ nhất là nó không đều nhau là một, cái thứ hai là nó không còn được như này đâu, không còn cái bản như này. Đấy, phần diềm thành thùng đây, nó không bị mọt nhé, không bị mọt. Đó, ok. Đây là toàn bộ một cái góc nhìn à, tổng thành chéo chéo của cái mẫu xe tải K 165 và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần gầm về phần gầm thì tổng thành sàn sóng nó vuông vắn nó không cong võng đây những cái đường nét song song này không cong võng nhá đấy hệ thống sắt si, nguyên bản không sơn bạc anh em nhìn hơi bóng bóng một chút là bởi vì em mới ủ dầu xong mới ủ dầu đấy cái uh, mẫu này thì có một cái điểm chê chê đó là chủ cũ họ không biết sơn nhưng mà họ lại cứ thích sơn đấy họ sơn những cái ở phần sàn sắm là họ dùng cái họ sơn họ xịt vào đây nó lên cái màu đỏ đây nhìn nó không được đẹp mắt cho lắm nó không bị mọt gì đâu nhưng mà nhìn nó không bị không đẹp mắt thôi không ưng mắt cho lắm nhá tiếp tới là tới cái dàn lốp thì còn tương đối thôi nó còn tầm 70 70 đấy dàn lốp tương đối thôi không phải là quá đẹp đó ok hiện tại thì hai quả lốp sơ cua đầy đủ cả nhá đầy đủ cả đó, ok và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cả vị trí lót sàn bên trong của mẫu xe này. đây là vị trí các bửng thành phía sau. ở vị trí phần bửng này thì đây có một số vị trí họ dùng cái sơn sơn vật đầu video có chia sẻ đấy cái sơn màu xanh xanh ấy, màu xanh nó cũng nước biển nhưng mà nó nhạt nhạt hơn một tí đây sơn một tí đây chỉ từ đây, đấy. còn lại thì là vẫn đang là sơn zin với những đường ninh bấm nguyên bản. đó Đấy, thực ra là cái uh, điểm chê của mẫu xe này đó là cái phần sơn thì chủ có tự sơn nên là nhìn nó lom rom tí thôi. Và bên trong phần sàn thì cũng đã được lót sàn rồi. Và thông tin sàn với kích thước thùng dài lọt lòng là 3,5 m, rộng là 1,65 m và cao là 1,7 m. Toàn bộ phần sàn đã lót có hai lớp sàn, một là lớp sàn sóng và hai là cái một cái lớp sàn bên trên như này. Và đó là chia sẻ tổng thành về phần uh, Cabin, nội thất, thùng mẹ gầm sàn của mẫu xe tải Kia K165-2015. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với uh, cái phần uh, máy nhá Nó sẽ lật máy lên. Chúng ta sẽ kiểm tra qua về phần máy móc của mẫu xe này. À, tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng đến với cả phần cua cool lốp cũng như là phần máy của cái mẫu xe này. Hiện tại cua cool lốp đây. Đấy, cua cool lốp thì uh, người chủ cũ họ có sử dụng cái phần sơn đỏ. Họ phun sơn vào đây. Đấy đây và nhưng mà không có bả hay là phủ gầm gì đâu nhá đây gọi phun sơn thôi tất cả về nguyên bản của nó nó không bị mục mọt này đấy nó đều không bị mục mọt và bả gì cả anh em nhé đây ừ, chủ cũ họ có, có vẻ là khá thích cái sơn cái màu đỏ này ở phần gầm ở phần uh, sàn sóng họ cũng sơn đấy ở phần cua lốp này cũng sơn không hiểu để làm gì tiếp tới là vị trí chống nóng trong ồn đây đấy qua thời gian sử dụng thì cái phần giấy bạc cũng đã bị bong chóc ra một chút còn phần nỉ thì vẫn còn nguyên tiếp đến này chúng ta sẽ cùng đến với cả phần máy chiếc xe này mới về và em rửa qua nước nên bây giờ em vẫn phải ủ dầu bởi vì để ngoài thời tiết ngoài trời mưa như thế này mưa lắng như thế này thì phải ủ dầu để tránh han gì hạn chế được han gì đó máy móc thì khô ráo này không chảy dầu này phần bơm màu bơm đẹp nhá màu bơm đẹp máy móc nguyên bản em kết cho anh em luôn Đấy, một bơm đẹp Toàn bộ phần đầu thùng đây. Thì những cái vị trí này. Vị trí này là vị trí xem là chủ của họ có giữ xe hay không đây. Nhiều người ấy, họ đẩy hàng khiến vị trí này nó nổi những cái chấm mi ti. Đấy, do móc. Đấy, còn đây hiện tại vẫn phẳng nhé. Vẫn phẳng, đều đẹp. Đó. Và đó là chia sẻ về phần đầu thùng. Tiếp theo thì cái mẫu xe này là một cái mẫu xe trang bị điều hòa lắp ngoài. Chứ không phải điều hòa theo xe để ngoài và những cái phần chấm sơn này chấm sơn hành của nguyên này ủ dầu đấy sẽ mới ủ dầu xong Nha. nên nó hơi bóng một chút Xe cam kết được cho anh em về tổng thành về phần sắt xi không có bị sơn này không bị bả này và không nứt vỡ này đấy ok và đây tất nhiên là cabin nguyên bản theo xe rồi chứ không có độ chế tháo lắp gì đâu anh em nhé và đó là chia sẻ về phần máy của mẫu xe Kia K165 đời 2015. Và vừa rồi là một video em review chi tiết từ máy móc thùng mẹ gầm sàn của cái mẫu xe tải Kia K100 là 2015 này. Hiện tại cái mức giá đang được chia sẻ cho mẫu xe tải này với cái mức giá đó là 255 triệu đồng. 255 triệu đồng. Anh em mà đang quan tâm đến cái mẫu xe này thì vui lòng kết nối em qua những số hotline được hiển thị trên hình. Và em địa chỉ ở phố Giang Khánh, thị trấn Giang Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở video chia sẻ review lần sau. Xin chào.